Xác định nguyên nhân nam sinh đâm bạn gái và mẹ bạn gái. Tại cơ quan công an, bước đầu Lan Kim Thế Dê khai nhận nguyên nhân dùng dao đâm bạn gái 17 tuổi học cùng lớp và mẹ bạn gái là do mâu thuẫn tình cảm. Ngày 10 tháng 8, thông tin từ phòng hình sự công an tỉnh Nghệ An cho biết đang tạm giữ hình sự Lan Kim Thế Dê, 17 tuổi, trú tại thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong để điều tra về việc liên quan đến vụ án hai mẹ con bị đâm trọng thương vào rạng sáng mùng 8 tháng 8 tại huyện Quế Phong. Tại cơ quan công an, bước đầu Lan Kim Thế Dê khai khoảng 1 giờ 15 phút ngày mùng 8 tháng 8, Dê trèo tường rào vào nhà chị ATD, sinh năm 1985, trú thị trấn Kim Sơn, mẹ của nữ sinh DNA. Sau đó, Dê đi thẳng vào phòng ngủ của DNA ở tầng 2. Tại đây, Dê dùng dây rút băng kẹo trở hai tay của bạn gái này rồi cầm dao đâm 11 nhát vào người của nạn nhân. Nghe con kêu cứu, chị Dê đi sang phòng thì bị Dê dùng dao đâm nhiều nhát vào người. Mẹ con chị Dê được người thân đưa tới bệnh viện cấp cứu ngay trong đêm trong tình trạng nguy kịch. Sau khi đâm cục hai nạn nhân, Dê đã bơi qua sông Đạm Diệt, giáp ranh giữa bản Đang, xã Tiền Phong, huyện Quế Phong với xã Châu Tiến, huyện Quỳ Châu để lẩn trốn cho đến khi bị bắt giữ vào chiều ngày 8 tháng 8. Theo lời khai của Dê, nguyên nhân dẫn đến vụ việc là do mâu thuẫn tình cảm giữa Dê và em DNA 17 tuổi, hai người học cùng lớp 11 tại trường Trung học phổ thông nội trú số 2 Nghệ An. Được biết, bố mẹ Dê đều là giáo viên, nhà Dê cách nhà em 300 mét. Trước khi gây ra vụ việc, Dê chưa gây ra điều tiếng gì ở địa phương. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục làm rõ. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé.